ai mưa đưa kinh sang đó toàn hư ai sư ồn nhà đó tham văn phụ kinh hư lại là mi kinh lươi về từ đây nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
na po chung la chan sa u so la lam bu yu nên lo kỳ sang ngư na la sang ngư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiên chiều khôn nhiên là thiên nữ lưu thông thì là bên ưu cây sen nhiên là mi phí cơ tù nàn hươi bên là dư nàn hươi tình yêu ơi thành mưa
tìm có thấy cái video kia rồi à, thế à? Ừ. Cái kiểu gì tháng này quay lượt được có nhiều cái rồi. À. Công nhỉ. Ừ. Mới tranh thủ lên ra đây quay quay anh phải bị về không. Ông này là bên tay đấy, bên mông rồi đấy. Đấy.
tàu nó đâm thầu là mai ơi phù phi yên là hai là nữ tình ơi sao ra đưa lạp xuôi tàu nó can hùng là tay ơi thăm mài nhà là lòng hết na bàn ơi sao đòi bàn chơi có chiến đấu đông thì là đi ơi tu à nhà là thôi thì đó chào mọi người nhá vâng chào anh chị xinh đẹp nhé không xinh đẹp đâu xin mời nhà là cam tin nữa phải mưa con ơi.
on ở đây kia ơi pi lẽ ở đây kia pơ yên sơn ai được yên cơm tên ơi mây mưa có đưa năm tháng yên 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 lòng kéo ơi lòng lòng kéo ơi cảm ơn nha. Ốc xế với con này, ốc xế với con cái kia lúc nữa này. Có phải? Đó ba đô chơi tổ là ba ư, ai sai hồ. Nà 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 thả ư, lòng là nà thả ư. Nhìn nó đẹp lắm. Đứng vào quay về phía cái này nhìn phía nó đẹp hơn. Nhà nào phải mở đó kiến tàu ai ngỡ sợ bồ. Nhà nào kiến nghị mất cả đời. Không mấy người tân vượt ra. Cái gì nó mất hết rồi. Nhàn sơ nà. Nhà phải mơ lơ ông tăng là đủ ai tăng lại. Nhà phụ thủ là vết phải ơi khá là vẹn phải cười. Ai là nhòi mơ nhà là phải mơ lơ kinh tố áp hết ơi sâu phải mưa lỡ con phép ơi văn thế áo phép ơi nhà nhói nhà nó phải mưa lỡ kinh sáng nó toán ơi xưa nhà nó tham văn nó phụ kinh lại là mi kinh lưới tân mà nó ông tăng ơi, phải là ông tăng cười. Ai là sông ba. Đây sao ra? Đây tạm biệt tất cả các bạn. Ai là nà nà qua lỡ sông bò này ơi. Đừng mà. Tối rồi mà. Ai nà nà hát cái lỡ tăng cười nhớ. Lẽ tăng cười nhớ. Yeah.
Hai chị vẫn hát tiếp đấy. Chị vẫn chưa về à? Anh đã về rồi. Ai chắc phản xéo. Tiên sinh TV chào các chị nhá. Các chị cái xinh gái Lộc Bình này, Xuân Tình Lộc Bình đúng không? Hát chưa? Đi nữa. Đi nữa à? Chị đi xe gì ra đây đấy chị? Xe máy. Hả? Xe máy. Tí nữa tìm được cặp đã mới hát nhỉ? Chị đã chưa hát, chị đã chưa tìm được người. Đây ở đây đang có các chị gái ở đây rất là xinh này. Vừa xinh lại cười duyên. Các chị này ai cũng xinh này, không biết là ở người ở đâu đấy. Người Lộc Bình đấy. Lộc Bình mà xinh Lộc Bình có cái khoai lang ấy. Lộc Bình ăn khoai lang nhiều xinh lắm. Người Lộc Bình ai cũng xinh nhỉ? Khoai lang ruột vàng ấy nhỉ. Khoai lang ruột vàng. Xinh thật, thấy chưa? Ai cũng xinh má hồng này, thấy chưa? Lạng Sơn Quyên Nọ thì ai cũng xinh rồi. Chị ơi đi tìm người hát đi. Bọn mình cũng đi tìm nhá. Anh nào đẹp trai gọi luôn. À, hát với anh hôm nọ hát ở trên Mẫu Sơn không? Đi, hát với người trên Mẫu Sơn đi. Bên kia, đứng bên kia. Đi. Hai anh hôm nọ Mẫu Sơn hát ở trên Mẫu Sơn cao cao ấy. Biết rồi. Hôm nay gặp bên kia rồi. Gặp chưa? Anh chị ơi, chị quay để em chụp kiểu ảnh. 1, 2. Em cảm ơn ạ. Đi à? Chưa hát là đi rồi. Hai chị này hát nhỏ. Chúng ta sẽ đi theo hai chị xinh xinh này nhá. Chào các chị. Em hát này. Các em nào. Các em nào. Các ồ, có mấy cô gái. Mày áo đỏ xinh quá. Đây là người Nùng hay người Kinh đây? Sao tầm đồng á? Nhìn mặt như người Kinh ấy xinh á nhỉ? Không phải đâu. Bọn em là cân lâu thôi đấy. Ở đâu đấy Du Hồng à? Du Hồng. Em á? Hả? Lộc Yên thôi anh ạ. Lộc Yên à? Vâng, đúng rồi. Lộc Yên hay là Thanh Lòa? Lộc Yên. Tưởng Thanh Lòa có hạt rẻ đấy. Thì hát si nhá.
thế đi đi tìm người đi, người đi. Người phải đang đi tìm người đấy. Xem có anh nào trẻ trẻ không? Người nào đẹp với hát được quá.